Chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cho bạn cách rút gọn link để các bạn chia sẻ ở trên Facebook hay là trên YouTube để tránh cái tình trạng cái website của chúng ta rơi vào danh sách đen của Facebook. Thì chúng ta cần phải rút gọn link trước khi chia sẻ, và các bạn chỉ nên chia sẻ cái đường link của website của mình trên Facebook không quá 5 lần một ngày, và không liên tục chia sẻ lên các group, các nhóm hay tin nhắn. Các bạn chỉ nên chia sẻ có giới hạn 5 lần một ngày thôi, đúng không? Và chúng ta sử dụng một cái nền tảng để rút gọn link, đó là bit.ly, đúng không? Đây là cái nền tảng mà chúng ta cần phải sử dụng để rút gọn link. Dĩ nhiên là còn rất nhiều cái nền tảng khác nữa, tuy nhiên cái nền tảng này là một trong những nền tảng phổ biến mà Facebook cũng như là Google khuyên dùng, đúng không ạ? Thì ở đây các bạn tôi sẽ đăng xuất đi. Ở đây thì các bạn cần phải tạo một cái tài khoản nhé. Ok, tôi sẽ đăng xuất. Đầu tiên thì các bạn hãy gõ vào cái ô tìm kiếm trên thanh công cụ là bit.ly. Các bạn gõ bit.ly nhé. Ở đây thì các bạn chưa có tài khoản thì các bạn tiến hành đăng ký một tài khoản. Đây. Ở đây thì nó có những cái gói khác nhau và chúng ta chỉ cần sử dụng cái gói free này là được. Rồi các bạn chỉ cần có username, email, đúng không ạ? Email và password. Ở đây thì các bạn chỉ cần gõ những cái thông tin cơ bản này là các bạn có thể tạo một cái tài khoản rồi. Thì tôi có tài khoản rồi, chính vì vậy tôi sẽ login luôn, đúng không ạ? Okay, các bạn tạo tài khoản và các bạn đăng nhập. Đây là cái giao diện mà chúng ta sẽ sử dụng, và tôi đã sử dụng để rút gọn rất là nhiều cái link. Và các bạn có thể thấy là cái này nó có thể thống kê từng cái lượt click vào, đúng không ạ? Đấy, thống kê rất là nhiều cái lượt click cho chúng ta. Và tôi muốn rút gọn cái link này để chia sẻ lên kênh YouTube của tôi. Các bạn không nên chia sẻ trực tiếp nhé, vì YouTube hay là Facebook nó sẽ đánh giá các bạn spam và cái website của bạn sẽ rất dễ bị khóa hay bị chặn bởi cái nền tảng của họ, đúng không? Và các bạn sẽ click vào clip này, rồi các bạn paste cái đường link mà nó dài, đúng không? Ngoài spam ra thì cái đường link của các bạn dài, ví dụ như trên Google Drive chẳng hạn, nó rất là dài, rất là khó nhớ, thì các bạn có thể sử dụng cái bit.ly này để các bạn rút gọn link. Đó, các bạn thấy không? Cái link rất là ngắn. Và ở đây thì các bạn có thể gõ cái title vô để cho nó dễ nhớ. Ví dụ như đây là hướng dẫn. Cái bài này là hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm chỉnh sửa video Filmora 9, thì tôi sẽ paste nó vào đây, đúng không ạ? Tôi sẽ lưu lại. Đó. Thì nó sẽ lưu lại như đây. Ở đây thì các bạn có thể chỉnh sửa cái link này, đúng không ạ? Có thể chỉnh sửa. Ở đây có thể các bạn thêm là hướng dẫn, nó đều được, ok. Các bạn có thể chỉnh sửa ở đây và sau đó các bạn lưu lại. Ở đây thì có thể các bạn lưu là chỉnh sửa video hoặc là Filmora 9. Đó, ví dụ như vậy, đúng không ạ? Hoặc là các bạn đặt một cái xuyệt này cũng được, đó, tùy các bạn thôi. Ở đây thì tôi để mặc định thôi. Rồi, và tiến hành đây. Các bạn có thể click vào đây. Đó. Đây các bạn chỉnh sửa nhé. Đó, và tôi tiến hành copy. Copy lại cũng được. Hoặc là copy lại cũng được. Rồi, tôi sẽ chia sẻ lên cái kênh YouTube của tôi. Ok. Và tôi lưu lại. Đấy, là cách để rút gọn link. Có một số cái nền tảng khác để giúp cho các bạn có thể kiếm tiền nhờ cái việc rút gọn link này, thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn ở cái video sau, đúng không ạ? Và nếu như các bạn thấy cái video này hay, giá trị, thì các bạn hãy giúp tôi chia sẻ cái video này cho nhiều người được biết hơn. Và hãy giúp tôi nhấn vào cái nút đăng ký và nhấn vào nút chuông để có thể nhận những cái video mới nhất từ tôi. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những cái video sau. Chúc bạn thành công.